Dạ, xin kính chào quý ông bà cô bác quý anh chị. Thì hôm nay vào và thành trúc miền Tây, trên đoạn đường đi quay thì phát hiện một thiếu nữ đang nằm trên sofa. Thì không biết vì sao em này lại nằm trên sofa như thế này. Đây là một cái bãi đất trống thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Em ngủ rất là say sưa và con cô bác anh chị. Thì vào quan sát được thì thấy em này là không có mang đôi dép nào trong con bác anh chị. Trên mình thì đang ôm một cái ba lô bịch khẩu trang để ngủ trưa. Vì sao là cái sự tình như thế này thì giàu sẽ đánh thức em. Phải làm cái gì vậy? Cái gì cái gì? Bỏ nhà đi hả? Phép kẹp cái mít cho anh coi, kẹp cái mít em được không? Thì sao lại bỏ nhà đi? Có sự tình gì vậy? Tâm sự cho tôi anh nghe được không? Dạ ba mẹ con ly hôn, bỏ nhà đi. Trời ơi, chàng ơi, cho anh hỏi là em tên gì? Em tên Tina. Tina hả? Tina năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 13. 13 tuổi thôi. 13 tuổi rồi sao mà lại đi ra đây cái gì? Có chuyện gì mà phải bỏ nhà mình đi ra đây? Mình ba mẹ ly hôn rồi mới đi vậy. Đi vậy hả? Rồi em đi như thế này lâu chưa? Dạ đi được mấy tháng rồi. Trời ơi. Chàng ơi. Rồi cái chỗ này là chỗ em hay nằm hả? Dạ đúng rồi. Rồi em như đi như vậy thì em ăn uống vậy sao? Dạ đi xin người ta. Chàng nữa là chàng. Sao thằng gái đi một mình như vậy nè, sao không kiếm cái chỗ nào hay mình kiếm cái gì mình đi làm, em lại đi ra bờ đường em nằm như vậy? Kẻ xấu nó đến nó ấy em mà sao? Dạ đi giấc sáng, đi giấc tối, qua đây nằm rồi giấc trưa về đây ngủ nữa. Chàng là chàng. Em ở đây là bao lâu rồi? Được mấy tháng rồi. Vậy là ngủ ngoài luôn vậy luôn đó hả? Thì đúng rồi. Rồi cho anh hỏi nè, người ngủ như vậy ngoài này nè mà thằng một mình con gái nữa, rồi có ai lại mà làm phiền em không? Dạ không, có người lại ta hỏi này hỏi nọ. Có khiều em có làm cái động tác gì gọi là trai không, trai gái không? Không, chỉ lại khiều hỏi này hỏi nọ thôi. Hỏi em vụ gì? Hỏi là ở đâu này kia. Họ có dẫn em đi đâu gì không? Không. Ở gần đây anh thấy rất là nhiều quán nhậu, nhiều chỗ pizza lắm đó. Rồi Chàng ơi, em ngủ đây chắc cũng khó ai phát hiện em hả? Dạ. Chàng ơi là chàng, sao mà lại bỏ nhà đi vậy? Cái gì mình phải nói với ba mẹ chứ? Dạ em ở chung ba hay mẹ? Ở chung với bà ngoại. Trời ơi, mà sao ở chung bà ngoại lại bỏ bà ngoại lại đi? Dạ bà ngoại hở cái là quýnh, bởi vậy em mới đi. Bà ngoại không thương luôn trời. Bà ngoại em không thương luôn hả? Dạ. Em có số điện thoại hay có người thân tìm em hôm nay không? Dạ không, bà ngoại thì đi lượm gia trai. Ngoại đi lượm gia trai, còn mẹ em đi làm cái gì mà sao? Dạ em không biết, ba mẹ em ly hôn rồi. Ly hôn là ba mẹ em bỏ em đi luôn. Dạ. Trời ơi là trời, thằng gái nằm ở đây vậy? Đi tắm rồi. Em nhảy xuống, em tắm. Nhảy xuống đâu? Xuống ao. Xuống ao hả? Dưới ao sông gần đây hả? Đúng rồi. Rồi em tắm như vậy, mình là thân gái nè, mình thay đồ đạc ở đâu? Dạ vô bụi rùm. Trời, bụi rùm thay luôn. Em làm như vậy em ở, anh nói thiệt nè, em ở cái sofa như vậy anh nghĩ cũng có nhiều người đi ngang họ cũng dòm ngó em, giống như hôm nay anh tình cờ anh đi ngang đây anh gặp em cái trên cái sofa này, em ở thân gái em ở đây như thế này nè, anh nghĩ là cũng có nhiều kẻ xấu người ta gờ mó em. Ví dụ em tắm, em tắm khúc sông đó đi hay căn ao đó đi, thì có nhiều đối tượng khác nó để ý em, nó đi theo em sao? Dạ có không? Em thấy có không? Có luôn có. Hả trời ơi. Rồi lúc đó là sao, là em thay đồ cho nó nhanh gấp á hả? Dạ, đúng rồi, còn đó quá thì đi lượm trái cây ăn. Rồi trái cây ở đâu lượm? Mà đi lượm gần chợ, người bán. Gần chợ người ta bỏ trái cây ra hả? Dạ đúng rồi. Mà sao em lại bỏ gia đình em đi vậy? Dạ tại vì ba mẹ em ly hôn, còn bà ngoại em hở có đi lượm với trai với nữa, nhiều người ta lỡ ta nói này nói kia. À bà ngoại đi lượm với trai rồi, em ở nhà em ăn uống thì sao? Ăn uống thì đi ra xin người ta này kia để ăn. Trời khổ dữ vậy. Sao em không tự tìm về bà nội đi, em ở với ngoại mà nội. Bà nội em mất rồi. Nội mất luôn. Rồi em đi bụi như vậy nè, em cảm thấy mình như thế nào, có khổ thân có tuổi không? Nhiều khi có. Muốn
Có. Vì sao? Dạ đi vậy con, em cũng sợ người xấu này. Người xấu hả? Anh nghĩ thân gái mới lớn như vậy là mà gặp đi ra đường gặp một người đàn ông mà hôm đó nó say xỉn, nó thấy em, nó biết em đi bụi đời như vậy nè. Ừ. Thì anh nghĩ là, và có thể là nguy hiểm. Ừ. Bây giờ em đi như vậy đó, rồi gia đình em có biết không? Dạ không. Không mà. Rồi không biết rồi sao mà bắt cái lý do gì mà phải em bỏ nhà em đi bụi. Dạ người ta nói em này làm kia. Ủa? Em kể đi. Dạ kể nó là mày đi này kia. Trời ơi, hiện bây giờ là cái dư luận nói ba mẹ em như vậy em chịu không nổi. Yeah. Rồi em mới bỏ nhà em đi. Ba ba mẹ em có vậy không mà sao bị cái tiếng? Em không biết mà người ta nói vậy bởi vì em mới giận. Em là đi. Em là mới lớn lên đúng không? Yeah. Mà em ở dưới quê rồi em bỏ em đi là buồn em bỏ lên đây hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Cho anh thấy mặt được không? Hả? Dạ không. Không hả? Rồi dạ, em đi hả? Em đi như dạ. Vậy đó là em ở hồi nãy em nói em ở với ai? Ở với bà ngoại. Rồi em đi như vậy là bà ngoại hay không? Dạ không. Không hay luôn một hả? Thiếu mũi 13 dạ. Tuổi mà từ ở quê em ở đâu lận? Dạ quê em ở Sóc Trăng. Trời ơi, từ Sóc Trăng mà lưu lạc lên đến Sài Gòn luôn. Kiểu này là bà ngoại là vô phương tìm rồi. Yeah. Tìm là em chỉ tìm trong tỉnh thôi chứ đâu có tin tức gì em đâu mà. Rồi mà như... trước khi đi em đi rồi em có nói ai gì không? Dạ yeah, không. Không luôn. Rồi như vậy em đi như vậy đó rồi là em không có công việc gì chứ hả? Dạ yeah, không có. Vậy là mỗi khi mình đói là mình đi xin người ta ăn hả? Dạ yeah, đúng rồi. Đụng chạm em không? Anh nói thiệt á, chứ thằng gái em có, đi một mình vậy nè. Chứ có ông già dụ vô kia. Ông già dụ em vô đâu? Vô vui lầm. Rồi em có đi theo ổng không? Dạ có. Có luôn hả? Trời ơi. Vô ổng, ổng làm gì trong chổng rồi ổng... Ổng kêu vô chổng rồi ổng cho tiền. Vô ổng cho tiền không hả? Trời ơi là trang. Cho nhiêu? Cho em được nhiêu vậy? Cho 200. 200 hả? Sao rẻ vậy? Vô chổng ổng có làm gì em không? Dạ. Nắm tay nắm chân gì không? Dạ có. Sao rẻ như vậy? Rồi em có làm gì nữa không? Dạ vô nị kia rồi ổng ôm nị kia. Trời ơi. Ổng vô, ổng ôm em hả? Dạ. Ôm em mà cho có 200 à? Dạ. Hôm đó tại sao gái rẻ vậy, rẻ vậy? Thường thường mình con gái mà ít như đi theo ông già nói thôi chú ơi, chú cho con thương con, cho con tiền, như dắt con vô chổng làm gì? Dạ tại vì lúc đó không có tiền, con đói con mới vô chổng. Đói quá là vô bự rậm, rồi dạ. Cuối cùng đi theo ông già cho nhọc 200 ngàn thôi. Cái này là phải nói cho thiệt để khán giả hỏi là nói mấy anh em để mượn người. Ừ. Để cái này là này nọ. Cái này em có nói thiệt không nha? Dạ có. Chị ơi, thân gái ở đây một mình mà nhiều khi đói bụng quá mà có gì chia sẻ thiệt nha, tụi anh biết nha. Chứ tụi anh tìm cái phương án giúp đỡ. Vì ở đây rồi sao em không chịu đi xin cái công việc gì để mình làm dạ, để mình chưa đủ tuổi tiền. Không cho ai, không có cho đi. Chưa đủ tuổi là chưa có làm cái căn cước à em hả? Dạ đúng rồi. Có giò cắn rồi. Dép lửng. Không có để mang luôn bà con có bán chị. Dở chân giò lên cái. Không có mang dép luôn chị. Trời, cái bóng chân đang xì, đang kịnh luôn bà con có bán chị. Em ở khu này mấy cái gai là nhiều, cái coi chừng đứt chân nha em gái. Mình ngủ buổi tối là mình ngủ trên cái này đó hả? Sofa dạ. bị bỏ của người ta hả? Đúng rồi. Rồi thí dụ như trời mưa rồi sao? Trời mưa đi tìm chỗ đi nấp. Hết mưa thì ra. Em đến mấy cái hiên nhà đó hả? Với Dạ đúng rồi. Chuyện là chuyện thân gái một mình mà sống ngoài đường như vậy hay thiệt chứ. Có lúc thì không mưa thì nằm ngoài đây, còn lúc mưa thì đi vô mấy nhà của người ta nấp. Rồi cho anh hỏi nè, rồi em đi như vậy á, rồi em ra đường em cảm thấy là em buồn không? Gặp người ta có mẹ có cha rồi đó, em không thấy buồn không? Buồn. Như thế nào em kể cho anh nghe coi. Để đi thấy người ta có cha có mẹ đi gặp còn em đi... Em gái này là Hoài. Theo như nãy em vừa chia sẻ là em gái là hàng xóm ta đồn và ba mẹ em đi làm cái nghề kia. Em chịu áp lực dư luận không có nổi.
Rồi ba mẹ không thương, bà ngoại thì hay không cho em ăn cơm hả? Dạ đúng rồi. Lượm da chai thì bữa đói bữa no. Cái đó cũng là một cú sốc, một cô bé chỉ mới có mười mấy tuổi thôi cả nhà. Rất là tội nghiệp. Tuổi này là đi ra đường á là nó cũng dễ sa ngã lắm á. Ừ. Rất là nguy hiểm luôn. Có ai mà kêu em đi theo họ để làm công việc này, công việc kia không? Cho tiền đâu đó có ai kêu không? Bữa hổm mà kêu vô kia làm rồi không dám. Vô kia là vô đâu em? Vô mấy cái chỗ nhà nghỉ của mấy người ta. Nhà người ta là làm việc gì? Họ dụ em đó, họ nói em vô đó làm cái gì? Làm tiền lương cao lắm, kêu em vô mà em không dám. Gì đó hả? Trời ơi. Mà lâu chưa? Là họ kêu nhiều lần không? Nhiều lần lắm rồi mà em không thấy dám. Thấy em làm ở đây chắc anh nghĩ là họ cũng đến thuyết phục em nhiều lần á. Dạ đúng họ rồi. Họ đã ý định như vậy rồi họ sẽ ngắm vào em á. Ừ. Rồi anh hỏi là cái ông chú mà dắt em đi vô bụi rậm á, là ông có hay đến đây tìm em đó không? Dạ lâu lâu mới tìm làm. À là ông đó hay tiền em. Ừ. Vô nắm tay em là cho 200 ngàn. Dạ đúng rồi. Hôm nay làm ăn uống gì chưa? Dạ chưa, nãy mới đi xin được mấy trái kim ăn rồi. Mấy trái gì em? Mấy trái táo hư của người ta bỏ ngoài đường. À, táo gần chợ, táo dập rồi hả? Dạ đúng rồi. Tao bỏ ngoài đường em ăn hả? Dạ. Rồi cho anh hỏi nè, rồi bây giờ em muốn về với ngoại không? Dạ không, về em sợ. Sao sợ? Sợ vụ gì kể anh nghe coi. Dạ về bà ngoại nó đi chơi này kêu bà quýnh, em sợ. Thì giờ mình về mình nói với ngoại là mình đi làm. Dạ gọi em tưởng em đi này kêu gọi em quýnh em. Gì đó hả? Dạ. Ngoài bộ ngoại em không thương em sao? Dạ không, tại vì em con của trai ghẻ. Vậy là bà ngoại đó là bà ngoại ghẻ hả? Dạ. Rồi bà ngoại ruột của em đâu? Dạ ngoại ruột em mất hết trơn. Con của trai ghẻ là sao? Là có nghĩa là... Là con riêng của ông chồng sao? Dạ, con riêng của ông chồng. Cái này khó rồi nha, ngoại sao gọi là ngoại ghẻ ta? Khó hiểu vậy? Dạ là con của cha em mà có điều ba mẹ em ở chung kêu bằng bà ngoại. Ngoại nuôi dạ. Chứ ngoại ngoại quẻ. Ngoại nuôi ha. Là em ở với bà ngoại nuôi bao lâu rồi? Dạ ở chắc cỡ được 4 năm. 4 năm hả? Dạ. Sao mà không thương ta? Bà ngoại nuôi em lớn tuổi chưa? Dạ 7 mấy tuổi rồi. Bây giờ là dạ, em... Bây giờ lớn tuổi lượm da chai nữa mà. Hoàn cảnh quá khó khăn luôn. Mà con bé này gọi là cháu nuôi mà, cháu ngoại nuôi mà. Không phải cháu ngoại ruột ha. Dạ. Trời ơi. Bây giờ cha mẹ thì bỏ nhau không nuôi. Anh hỏi em gái nè. Ừ. Giữa em và ba mẹ em có sự xích mích gì không mà sao em lại đi như vậy? Dạ tại vì ba mẹ em mới ly hôn rồi. Đi người ai đấy đi, còn em ở bà ngoại. Rồi em đi như vậy em có sự mong ước có cái khát khao vậy hay không? Dạ em muốn em có tiền về cất nhà cho ngoại. Trời mình bây giờ mình đi mình lo không đủ sống mà muốn cất nhà cho ngoại, cũng thương ngoại lắm hả? Dạ. Sao kỳ vậy ta, sao ngoại không thương ta? Em có đi lượm da chai phụ của ngoại không? Dạ có, bữa không phải chữa bữa quýnh em giờ à. Em không đi lượm. À cũng là bà ngoại em cũng khó khăn ha. Dạ. Những hôm mà ví dụ mà không được suôn sẻ chắc ngoại cũng hơi. Là bà ngoại ở dưới quê một mình hả em? Dạ đúng rồi. Ơi. Bây giờ em có muốn về gặp ngoại em không? Để tụi anh sẽ hỗ trợ cho em về gặp bà ngoại em. Dạ, không dám về. Sao vậy? Sợ về ngoại quýnh. Có gì tụi anh năn nỉ về dùm cho. Dạ. Có gì để tụi anh nói chuyện chứ bây giờ thân gái em một mình như thế này nè. Đi ra ngoài đường vậy nè. Nhiều người không tốt á, dắt em vô bụi rậm rồi sao? Dạ. Theo em nghĩ thì công chú mà dắt em vô bụi rậm ông đó cho tiền em là ông đó tốt hay ông xấu? Dạ xấu. Đó em phải nhận thức được vấn đề chứ. Ừ. Bây giờ em đi về đi chứ em ở một mình em ở trên đây là không có được, em hiểu không? Ừ. Thứ nhất là mình phải có công việc để mình làm. Mà giờ em không có công việc nữa, em cứ đi bụi như vậy á là nó rất là nguy hiểm. Ừ. Em ở đây em không sợ người ta đến nhiều ông chú đó đến sao chứ ông đó ông giới thiệu bạn bè ông đến là sao? Em có thương ngoại em không? Dạ có. Có sao em lại bỏ ngoại em đi? Dạ em cũng muốn về ngoại lắm, em đang đi kiếm tiền để về.
đi lên đây Sài Gòn để kiếm tiền để về. Mà hôm nay có kiếm được tiền không? Dạ, bữa giờ xin đủ ăn. Đủ ăn thôi hả? Đâu có việc làm mà ổn định đâu mà đủ ăn. Dạ, tại đi xin người ta 1-2 ngày như vậy kia. Dạ. Rồi em hồi nãy em chia sẻ là em đi xin cơm người ta ăn hả? Dạ đúng rồi. Anh thấy cái bọc cơm kìa. Ủa cái đó, cái bọc cơm mới xin hả? Dạ đúng rồi. Cái đó phải không? Dạ. Cơm. Cơm đó mà ăn cái. Đâu đâu thử kìa. Nó em ăn cơm này hả? Dạ. Anh thấy đổ mồ hôi, đổ nhựa rồi kìa. Nó đổ nhựa rồi. Dạ, đi xin hồi sáng. Em bỏ đi. Trời ơi, dạ. Em ăn ngủ trưa, trưa cột lại nó hầm á em gái. Cái này là thử, em ăn thử, thử coi cơm cây sao mà. Đừng có đụng vui ra, nó có mùi rồi. Chưa có mùi, chưa có mùi. Nó mới đổ nhựa thôi. Đổ nhựa. Nhưng mà cái này em ăn chắc không có tốt đâu, đừng có ăn, bỏ đi. Đây là chỗ cũ. Thôi để. Cái đó kêu em bỏ đi. Em xin cái này nè, anh nói nè, cái những lúc mà xin không được á. Em gom lại em phơi cơm khô. Kiếm ai mình bán được hay mình cho em để dành mỗi đời tích góp á. Rồi bình thường em ở đây là em đi lượm đồ ăn. Có điều lượm da chay không? Dạ có, lượm mất mất về. Lượm mất mất rồi thấy nào sắt đồ chai nhựa đồ có tiền là bán hả? Dạ. Đồ dép cũng không có luôn cả nhà. Trời ơi là trời. Bàn chân nè, đen thui hết luôn. Ngoài năm nay 70 mấy tuổi, chính xác là bao nhiêu tuổi em? Giờ 72, 73. 72, 73. Bây giờ nè, em có chịu về ngoại em không? Anh sẽ dẫn em về. Dạ có, dạ đang kiếm tiền đi về với ngoại, em cũng thương ngoại lắm. Bây giờ lắm hả? Cho anh hỏi là trong người em còn tiền không? Dạ. Dạ, em mới trả tiền cho người ta hết trơn. Em làm gì em trả tiền? Em mua đồ ăn, mua thức uống gì mà em trả tiền? Dạ, mua nước á. Mua nước, uống nước suối, nước gì uống á hả? Dạ. Mua thiếu người ta hay sao mà trả? Dạ, mua thiếu vài ngày đi lơ lụm mốt vậy kia bán. Dạ rồi, là không có tiền trong túi luôn. Dạ. Bây giờ nè, anh khuyên em nè, em nên đi kiếm một cái công việc gì đó em làm để mà có tiền ha, để mình về. Chứ em ở như vậy là không có được. Em hiểu không? Anh nói là hôm nay thì tụi anh á, đi có việc đi ngang đây. Thì khuyên em á, là đi về giúp bà ngoại của em. Em nhớ địa chỉ nhà ngoại em bắt xe buýt đi về được mà đúng không? Dạ. Thì trước mắt á, em có số điện thoại không? Dạ không. Không thoại luôn đúng không? Nhưng mà em nhớ em biết đường về đúng không? Dạ biết. Biết đường về hả? Bây giờ thì tụi anh đi ngang việc ngay đây thì hôm nào tụi anh sẽ quay lại tìm em. Dạ. Chứ bây giờ tụi anh đi lỡ vỡ, tụi anh đi lên Đồng Nai mà em ở Sài Gòn, em về Sóc Trăng nữa thì tụi anh không đưa em về được. Thì hôm nay anh đi qua đây nè, thấy em thấy tội nghiệp quá, thương em quá. Tặng cho em một phần quà là để em để dành. Em ăn uống, em phải tìm con đường em về ở bà ngoại em. Em bỏ đi như vậy thì bà ngoại em rất là lo. Không chừng là bà ngoại em bây giờ hiện tại là đang lo cho em đó. Em hiểu không? Chứ em bỏ đi mà ngoại không hay. Ngoại em cũng, anh nghĩ là chắc cũng đang lo lắng đó. Bây giờ Em có cái này không? Dạ không. Không hả? Rồi em có quen bạn trai gì ở đây không? Dạ có không. Bạn trai em đi đâu không? Dạ không, có mình em ở đây. À, là có mình em ở đây, ông già ông mới dẫn em vô bụi rậm được. Có bạn trai em, chắc bạn trai em không chịu đâu đúng không? Cho anh hỏi nè, rồi cái ông đó, ông dắt em vô bụi á, rồi ông có làm gì chưa? Dạ, có ngồi sơ quá. Trời, ấy sơ. Ấy sơ mới giá 200. Có làm cái tiếng, có làm cái tiếng xa hơn gì không? Dạ, không. Em có chắc chưa? Chắc. Anh, cái này anh nói thiệt nha. Cái này nói thiệt nha, có khai thiệt từ anh nha. Em không có giấu anh nha. Cái này là, em biết tụi anh làm gì không? Là quay lên để giúp cái là hoàn cảnh cho em. Là muốn em chia sẻ cái hoàn cảnh thật của mình để cho bà con cô bác anh chị hữu duyên á, giúp đỡ cho mình nha. Bởi vì em phải nói thiệt cho tụi anh nha. Thôi thì hôm nay nè, vì anh cũng có công việc là tụi anh mới đi, là anh sẽ trao cho em 500.000 để em giữ ăn uống với để dành. Là em phải cố gắng em quay về gặp bà ngoại em nha. Chứ thân gái đừng có đi xa như vậy, đừng có bỏ nhà đi như vậy mà mình chưa có căn cước công dân nữa. Em lên đây em định làm gì trên đây mà em lại em bỏ từ Sóc Trăng lên đây? Em tính xin quán cà phê mà người ta nói không được tuổi. Trời, người ta ơi, không có nhận. Tuổi này mà không có căn cước ai mà nhận cô?
Rồi anh trao cho em phần quà nè, cố gắng giữ tiền này nha, đừng có xài để dành đi còn cái đường tìm đường về Sóc Trăng nha. Gửi phần quà chị Tiffany cho em. Bây giờ xin cảm ơn cô bác anh chị đã xem bếp và cảm ơn em Tiffany đã hỗ trợ em gái em tên Tina đúng không, một phần quà để san sẻ em trong lúc khó khăn.